Mẹ con lúc còn sống, bà rất hiền, lành, chân chất, nhưng bà có tật nói tục và ở dơ. Có khi một tuần không tắm cũng không sao, nhưng bà rất tin kính Phật. Khi bà chết thiêu xong, bà để lại được khoảng 10 viên xá lợi. Vậy xin sư cho con hỏi, bà tái sanh vào cảnh nào? Bà rất chăm niệm Phật và mô Phật. Quý vị biết là xá lợi là gì không? Là sướng. Sa-ri-ra là sướng. Dịch đúng nghĩa đó, Sa-ri-ra là sướng. Thì chúng ta gọi xá lợi của Phật là gì? Là phần còn lại của Ngài sau khi hỏa táng xong. Hiểu không? Tức là Ngài á, thì Ngài được đặt ở trong một cái quan tài bằng như bằng sắt vậy. Rồi sau đó được quấn quanh bởi lớp vải, rồi ngâm ở trong dầu các thứ và được thiêu. Thì sau khi mà thiêu xong á, thì Ngài thì Ngài không có cháy, nhưng mà giống như là thân của Ngài á, là Ngài sẽ tự Ngài rã ra làm các phần. Và chúng ta đem các phần đó chúng ta thờ, và chúng ta gọi đó là xá lợi. Còn các vị A-la-hán thì cũng vậy. Nói chung là khi mà mình thiêu xong rồi, cái phần mà của vị đó còn cái gì còn lại thì cái đó gọi là cái Sa-ri-ra. Cái đó nó không chứng tỏ cái gì cả. Nói thiệt là quý vị đem con chuột quý vị thiêu thì nó cũng ra Sa-ri-ra nha. Cho nên làm ơn làm phước, cái vụ mà mình thiêu xong mà nó còn cái gì đó, những cái hộp tròn tròn, những cái đó ai thiêu cũng có. Thậm chí mình nói xin lỗi, mình đem con cọp, con voi, con chó, con mèo, con heo, nó cũng ra những cái viên đó nữa. Nó chỉ đơn thuần là phần còn sót lại sau một cái cuộc thiêu thôi. Hết rồi. Thì tại sao mà đồ của Phật thì mình đem mình thờ? Đó là bởi vì đây là bằng chứng cho sự từng xuất hiện của một vị chánh đẳng giác ở thế gian. Đây là một phần di vật còn lại của Ngài thì mình thờ. Cho nên là cái chuyện mà mình đem hữu cốt của người thân mình đem ra mình hươm lại thì mình đó, cái đó cũng là sao đi ra đó. Nhưng mà tại vì mình là phàm cho nên chỉ có người nhà mới thờ thôi, chứ còn thiên hạ không có thờ. Cho nên là mình tỉnh táo giùm sư. Khi mình tỉnh táo thì mình bớt được khổ nhiều lắm nha. Chứ còn cái vụ mà cứ thiêu xong là cứ hễ còn cái gì mà cục cục hòn hòn là mình cứ đem cái đó ra mình làm xá lợi thì nó kỳ cục dữ lắm.